Chương trình nghệ thuật đặc biệt dân người tiếng hát mùa xuân, luôn vẹn cảm xúc mỗi khi hát về người. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt dân người tiếng hát mùa xuân tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 17 tháng 5 năm 2020. Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với người, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt dân người tiếng hát mùa xuân, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng về người đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam thì còn có những ca khúc mới. Vậy làm sao để từ những giai điệu đã sống trong tiềm thức của khán giả Việt Nam qua nhiều thế hệ và những ca khúc mới để lại ấn tượng, cảm xúc với người nghe khi mỗi giọng ca cất lên là điều không hề dễ dàng. Vì thế, để hát về Bác bằng cả trái tim và tấm lòng tôn kính, trong những ngày này, các nghệ sĩ tham gia chương trình đang tích cực triển khai luyện tập để món quà dân Bác trở nên trọn vẹn nhất. Yêu thích, tự hào và cả hồi hộp, những trái tim nghệ sĩ vẫn luôn vẹn nguyên cảm xúc mỗi khi hát về người. Với sự chuẩn bị kỹ càng, dân người tiếng hát mùa xuân hứa hẹn sẽ là chương trình nghệ thuật đầy màu sắc, đưa khán giả đến sự xúc động với những câu chuyện đầy ý nghĩa về một vị anh hùng dân tộc. Một số hình ảnh tập luyện của các nghệ sĩ